Diễm Thi và Trân Như kính chào quý khán thính giả với chương trình truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Xin mời quý vị đến với bản tin sáng thứ Bảy ngày 7 tháng 9 với một số tin tức đáng chú ý. Việt Nam phản đối việc Hoa Kỳ tăng thuế chống bán phá giá đối với cá tra Việt Nam. 16 thành viên của nhóm G20 cùng Hoa Kỳ kêu gọi trừng phạt việc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học. Kính thưa quý khán thính giả, Việt Nam tăng mức tiền phạt cao gấp nhiều lần đối với các tổ chức nước ngoài thăm dò và khai thác dầu khí bất hợp pháp trong vùng lãnh hải thuộc chủ quyền của Việt Nam. Nghị định về mức phạt đối với các vi phạm trong lĩnh vực dầu khí được sửa đổi do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thông qua hôm 27 tháng 8, quy định cá nhân vi phạm vùng biển của Việt Nam, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa sẽ bị phạt tiền lên đến 1 tỷ đồng, khoảng hơn 47.000 đô la. Mức tiền phạt đối với tổ chức vi phạm lên đến 2 tỷ đồng. Mức phạt hiện thời chỉ có từ 300 cho đến 500 triệu đồng đối với cả cá nhân và tổ chức. Ngoài mức tiền phạt phải đóng, cá nhân hay là tổ chức vi phạm sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam. Nghị định được sửa đổi có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2013. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, gọi tắt là VASEP, ra thông cáo báo chí phản đối quyết định gia tăng thuế chống bán phá giá lên cá tra Việt Nam của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, gọi tắt là DOC. Theo quyết định trong đợt xem xét hành chính lần thứ 9 của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, thì mức thuế chống bán phá giá tăng gấp đôi so với năm trước. Công ty xuất khẩu thủy sản An Giang bị áp mức thuế lên đến 2,15 đô la một kg. Tổng thư ký của Hiệp hội, ông Trương Đình Hòa cho biết nguyên nhân phản đối quyết định mới của DOC là do Indonesia được chọn thay thế cho Bangladesh để tính thuế chống bán phá giá cho cá tra Việt Nam, trong khi Indonesia lại không có tên trong danh sách 6 quốc gia thay thế do DOC công bố. Thưa quý vị, Hiệp hội này cũng cho biết là các doanh nghiệp Việt Nam có 120 ngày để khiếu kiện về quyết định mới này. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp nhau hôm thứ Sáu bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại St. Petersburg để bàn thảo về các vấn đề nóng bỏng hiện nay như Syria, Bắc Hàn và an ninh mạng. Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Obama nói rằng những bất đồng sẽ còn tiếp diễn nhưng căng thẳng có thể được giải quyết ngay khi cuộc họp bắt đầu. Phát ngôn viên Nhà Trắng Ben Rhodes cho biết Tổng thống Hoa Kỳ đề cập đến giải quyết những lo ngại về mối đe dọa mạng bắt nguồn từ Trung Quốc. Ông nói rằng Tổng thống Obama nhấn mạnh không nhìn vấn đề qua góc độ an ninh nhưng lo ngại về hành vi trộm cắp bí mật thương mại. Ông Rhodes cũng cho biết Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình cùng thảo luận về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên cũng như các tranh chấp lãnh thổ đối với quần đảo Senkaku. Trung Quốc và Mỹ cũng công bố đang nỗ lực tìm giải pháp cho vấn đề hiệu ứng nhà kính gây nên tình trạng hâm nóng toàn cầu. Cũng nhân thượng đỉnh G20 ở Nga, hôm qua Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng có một cuộc gặp ngắn. Đây được cho là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa hai vị lãnh đạo kể từ khi Nhật Bản và Trung Quốc bùng phát căng thẳng trong vấn đề tranh chấp chủ quyền đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư hồi năm ngoái. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Trung và Nhật dù không đưa ra được giải pháp chấm dứt căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng nhưng cho thấy dấu hiệu Chủ tịch Tập Cận Bình không muốn mối quan hệ song phương bị tồi tệ hơn nữa kể từ khi Nhật Bản tiến hành quốc hữu hóa một số đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hồi tháng 9 năm 2012. Về tình hình Syria, thưa quý vị, 16 thành viên của nhóm G20 đã cùng với Hoa Kỳ mạnh mẽ cáo buộc chính phủ Syria tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học vào thường dân hồi tháng trước và kêu gọi quốc tế phản ứng mạnh mẽ chống lại chế độ độc tài của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Một tuyên bố chung của 10 quốc gia và Mỹ cũng kêu gọi cần có hành động quân sự chống lại chính phủ Syria như Tổng thống Obama ủng hộ phương cách này. Tuy nhiên, sự liên kết một nửa thành viên còn lại của nhóm G20 với Mỹ vẫn không đồng quan điểm. Tổng thống Obama dành ngày làm việc cuối cùng ở Âu Châu để yêu cầu hỗ trợ quốc tế cho một phản ứng quân sự của Mỹ ở Syria. Tổng thống cũng đang chờ đợi quyết định của Quốc hội để khởi động một cuộc tấn công. 10 quốc gia đồng quan điểm với Tổng thống Mỹ bao gồm Australia, Canada, Pháp, Italy, Nhật, Nam Hàn, Ả Rập Saudi, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh Quốc. Trong khi đó, Nga gửi tàu chiến tới vùng biển phía đông Địa Trung Hải, nằm gần Syria, làm tình hình tại đây thêm căng thẳng. Hãng tin Reuters dẫn lời Interfax cho biết tàu Nikolai Finchenko của Hải quân Nga sẽ cập bến cảng Novorossiysk để nhận một số kiện hàng quan trọng trước khi trực chỉ tới vùng biển phía đông Địa Trung Hải vào sáng hôm nay. Những kiện hàng này không được Interfax cho biết nội dung, nhưng người ta tin rằng đây là số vũ khí mà Syria đã đặt mua của Nga trước đây.
Thưa quý vị, tàu này không nằm trong danh sách tàu chiến của Hải quân Nga cần thay đổi định kỳ tại vùng biển Địa Trung Hải. Vì vậy, động thái của Nga làm tình hình căng thẳng hơn trong khi Hoa Kỳ đang một ngày tiến sát tới thời điểm tấn công mà Tổng thống Hoa Kỳ hướng tới. Mặc dù Nga luôn luôn khẳng định sẽ không tham gia vào cuộc chiến tại Syria bằng giải pháp quân sự, nhưng những trợ giúp vũ khí cũng như phủ quyết mọi nghị quyết của Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria của Nga đã khiến cho tình hình càng trở nên khó giải quyết hơn. Quý khán thính giả vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ rfa.net. Nếu bị tường lửa ngăn chặn, quý vị có thể vào trang web của RFA tại địa chỉ achautuyo.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Diễm Thi và Trang Như kính chào tạm biệt.